Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng vì đã quay trở lại với video phân tích tiếp theo trên channel của mình và mình là Namat. Bản cập nhật PUBG PC 6.1 sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều những điều thú vị. Nổi trội nhất trong số đó chính là bản đồ mới Karakin. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày Vikendi ra mắt. Giờ đây thì người chơi mới được trải nghiệm một hòn đảo mới với cách thức chơi vô cùng độc đáo, khác biệt so với tất cả những gì mà anh em đã từng biết trước đây. Diện tích vô cùng là nhỏ bé. Đã vậy, còn có cả mưa tên lửa cùng với những khẩu RPG có thể xả đạn vào bạn bất cứ lúc nào, phá hủy đi những ngôi nhà ngon lành mà bạn đang ẩn nấp. Bên cạnh đó, vô số những cái điều bí ẩn vẫn đang còn chờ đón chúng ta khám phá. Để phân tích kỹ hơn và hiểu rõ hơn về nguồn gốc và lý do vì sao chúng ta lại phải chiến đấu tại map Karakin, ngay bây giờ hãy cùng với mình khám phá hết tất cả những bí ẩn đó thông qua góc nhìn của một người đã từng tham gia chiến trường tại đây kể lại nhé. Let's go! Về cơ bản, Karakin là một map đấu lai giữa Miranma, Sanhok và trường huấn luyện. Với kích thước nhỏ, chỉ 2x2 tương ứng với khu vực trường huấn luyện, sự khô cằn tương ứng với Miranma cùng với bờ biển tuyệt đẹp của nó, nhưng cây cối lại nhiều hơn cùng với sự căng thẳng và kịch tính của Sanhok đã khiến cho Karakin trở thành một chiến trường thật sự. Dù rằng số người tham gia đã giảm xuống từ 100 xuống chỉ còn 64, mất đi 36% số lượng người chơi, nhưng diện tích chiến đấu lại nhỏ đi hơn 4 lần so với Sanhok, đã khiến cho nó căng thẳng đến như vậy. Bản đồ này thậm chí còn có rất nhiều những cái địa đạo và hầm tránh bom, thế nên là việc vào cùng nơi ẩn nấp với vài tên địch khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hồi hộp, căng thẳng, kịch tính đến giây phút cuối cùng là những cụm từ hoàn hảo nhất để mô tả về bản đồ mới Karakin này. Karakin là hòn đảo nhỏ nhất trong trò chơi sinh tồn PUBG cho đến thời điểm hiện tại và có diện tích đúng chỉ bằng khu vực trường huấn luyện. Chỉ vỏn vẹn 4 km², bạn sẽ phải cùng với 63 người khác tranh giành nhau từng ngôi nhà, từng viên đạn để gia tăng lợi thế cho giai đoạn tiếp theo. Gần như không thể có nơi nào thực sự là an toàn. Bạn sẽ luôn phải thường trực trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nên đừng nghĩ tới việc trốn tránh nếu đã quyết định tham chiến trên hòn đảo này. Lý do khiến cho những người tới đây chắc chắn không chỉ để cho vui, mà vì đây chính là một mỏ vàng khổng lồ. Hàng loạt các địa đạo nhưng thực chất là hầm vàng đang được một tổ chức bí ẩn mang tên Jamila khai thác và vận chuyển với tốc độ rất nhanh. Cho đến khi bị phát hiện bởi những người lãnh đạo cuộc chiến sinh tử PUBG thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Người chiến thắng sẽ giành được quyền quản lý vùng đất này như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì anh ta đã cố gắng trong cuộc chơi này. Với sản lượng vàng lớn đến thế, Karakin nhanh chóng phát triển. Từ một làng chài nhỏ ven biển, chỉ sau một thời gian ngắn, những thành phố đã bắt đầu xuất hiện. Nổi bật nhất phải kể đến Anhaba ở miền Bắc, Hadiqua Nemo, Basara và Basai. Nhưng điểm chung là những thành phố này đều nằm ven biển, thuận tiện cho việc tiêu thụ vàng cũng như mua bán thông qua đường thủy. Cảng biển lớn nhất là Basai ở phía tây bắc của hòn đảo, với những con tàu khổng lồ luôn sẵn sàng vận chuyển là điểm hoạt động suốt đêm ngày. Từ một hòn đảo nghèo, người dân trở nên ổn định hơn với những nghề nghiệp riêng, nhưng sau một đêm, toàn bộ hòn đảo không còn bất kỳ ai sinh sống. Lạ thay, đó cũng là ngày mà con tàu cargo ship bị tấn công và mắc cạn ở phía tây nam hòn đảo. Chỉ còn lại những tòa nhà, những công trình đang dở dang và toàn bộ trữ lượng vàng vẫn vẹn nguyên nơi hầm mỏ. Không một ai biết chính xác nguyên nhân, chỉ biết rằng tin tức sau đó đã đến tai người chơi PUBG và họ bắt đầu tham gia tranh cướp tài sản tại khu vực này. Để có thể quan sát toàn bộ hòn đảo, bạn cần phải lên thật cao. Và đỉnh núi nằm ở hướng 10 giờ tính từ tâm bản đồ chính là nơi mà bạn có thể làm được điều đó. Địa hình rất cao nhưng lại vô cùng trống trải. Điều này sẽ khiến cho anh em cảm thấy hứng thú cùng với cảnh vật xung quanh, nhưng ngay lập tức phải leo xuống nếu như không muốn nằm lại bởi những loạt đạn đến từ tứ phía trong bản đồ này. Điểm ấn tượng tiếp theo chính là căn hầm vũ khí bí mật trong map đấu. Bạn sẽ phải di chuyển tới đó thông qua những địa đạo của băng đảng Jamila đã để lại trước đó và lặn xuống nước để tìm kiếm và sở hữu chúng. Có lẽ là một sự cố về đường ống đã khiến cho nước tràn vào khu vực này, biến nó trở thành địa điểm bí ẩn như ngày hôm nay.
có ít nhất là 8 khu vực cất trữ vàng của băng đảng Jamila tại hòn đảo Karakin, bao gồm những căn hầm chứa ngay tại khu vực khai thác. Chúng sẽ được vận chuyển về những khu vực trung gian là những căn hầm ngầm ngay trong các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt. Để có thể đột nhập thì bạn chỉ có cách sử dụng mìn C4 để kích nổ các bức tường bao quanh cũng như là lối xuống hầm. Tất nhiên như bạn đã thấy, toàn bộ băng đảng Jamila này đã biến mất, người dân cũng vậy, thế nên chỉ còn lại là hàng tấn vàng đã được đúc thành khuôn, chờ được giao đi mà thôi. Anh em hãy cùng nhau thu thập trước khi chúng ta mở khóa được ở từng mức độ nhất định. Từ đầu video đến giờ, có lẽ anh em vẫn đang tự hỏi băng đảng Jamila là ai, có liên quan gì tới biểu tượng hình bạch tuộc hay không? Câu trả lời đơn giản rằng chúng chính là những kẻ đào vàng và vận chuyển bất hợp pháp khỏi hòn đảo này. Với sản lượng vàng quá lớn, chúng cần rất nhiều nhân lực. Vì vậy mà những thành phố đã mọc lên chi chít nhằm phục vụ cho quá trình khai thác thứ khoáng sản cao cấp bậc nhất này. Điểm đến của lô hàng thường chính là một số địa điểm tại Myanmar. Hòn đảo chúng ta đã quá quen thuộc, bằng chứng được thể hiện quá rõ qua những chấm đỏ để lại trên bản đồ nơi hầm ngầm của chúng. Thế nhưng tổ chức này cũng bay màu y như cái cách mà cư dân, công nhân viên, bác sĩ của Irango, Vikendi hay San Hốc đã từng trước khi mà người chơi tham gia trò chơi sinh tử xuất hiện. Đây mới thực sự là bí ẩn đáng sợ nhất khi mà Karakin là một hòn đảo cực kỳ giàu tài nguyên so với những khu vực trước đây. Thật bất ngờ, có vẻ như Karakin đã khá lâu không có người sinh sống. Bằng chứng là lượng phương tiện ở đây vô cùng hạn chế, chỉ có vài chiếc xe tải nhằm chở vàng về kho, cũng như là những chiếc cần cầu lớn vận chuyển container vàng lên những con thuyền siêu to khổng lồ đang chờ khởi hành. Những người sống sót trở về đã kể lại rằng ở đây chẳng có gì có thể dùng được ngoài những lon nước, những chiếc bandit. Những trận chiến sống còn xảy ra liên tục và hòn đảo bé tới nỗi mà một người bắn là hàng chục tiếng súng sẽ vang lên liên tiếp không ngớt. Thế nên là không có bất kỳ chiếc xe nào còn có thể sử dụng được, chỉ có bản năng sinh tồn. Tất nhiên là những đống vũ khí khủng khiếp mà chúng tôi phải sử dụng để tiêu diệt lẫn nhau nữa cơ. Bạn sẽ không thể tin được đâu. Ở Karakin, cái gì cũng thiếu, chỉ thừa có súng ống và đặc biệt khắp nơi là những cục gạch. Ý tôi ở đây không phải là những lò gạch của anh Chí hay chị Nở đâu, mà những chiếc điện thoại từ thời Nokia đã được hẹn sẵn giờ cùng với những gói mìn. Có lẽ là băng đảng trước đây đã dùng chúng để đào hầm cũng như là khai thác vàng, nhưng giờ thì chúng đã được dùng để tàn sát những người xung quanh. Tôi thì may mắn hơn những kẻ khác, ngay từ khi bị quăng xuống đã vớ ngay được một khẩu AKM cùng với vài quả bom và một khẩu súng dài dài có đầu tròn. Chính nó đã bảo vệ tôi trong lúc nguy hiểm nhất, có một toán người đang truy sát. Khẩu AK của tôi đã dùng hết số lượng đạn dự trữ, chỉ còn lại một viên duy nhất trong khẩu súng kỳ dị này. Ở thời khắc sinh tử, tôi nhanh trí ném quả bom dính cuối cùng lên miệng hầm, kích nổ và trốn sang dưới đó. Ngay khi lũ gian trá xuất hiện, tôi đã khiến chúng không thể trở tay kịp trong tình huống đó. Mãi về sau, tôi mới biết rằng đó chính là một khẩu RPG với cái tên khá khó đọc, Panzerfaust, một vũ khí mà tôi chưa từng thấy dù đã trải qua biết bao nhiêu mưa bom bão đạn nơi Erego hay Myanmar trước đây. Lại phải để tôi kể cho anh em nghe cái này, nó lạ lắm. Từ lúc tôi được thả xuống hòn đảo, cứ một lúc lại nghe thấy có tiếng còi báo hiệu. Tôi ngó ra thì vài giây sau là nơi tôi vừa mới ở thành bình địa theo đúng nghĩa đen. Thế nên tôi sẽ phải di chuyển liên tục một cách lén lút, và cuối cùng cũng đã biết được rằng tiếng còi đó chính là báo hiệu rằng tên lửa chuẩn bị phục kích nơi này. Nếu như còn cứ cố tình cố thủ ở trong và nhân phẩm không cao, bạn sẽ chắc chắn mất mạng. Và thậm chí tôi là người sống sót cuối cùng trên hòn đảo này hoàn toàn nhờ vào may mắn, khi mà những kẻ khác đều đã chết bởi những quả tên lửa Tomahawk đó. Về sau thì tôi cũng biết thêm được rằng người ta gọi đó là Black Zone, dù rằng thì nó có màu tím là rõ ràng. Quay trở lại với thực tại,
Những bức tường ở Karakin hầu hết đều làm bằng gạch, vì vậy những cái loại đạn thông thường của chúng ta gần như không có khả năng xuyên thủng. Tuy nhiên, trong những ngôi nhà, nhất là những ngôi nhà lớn, những bức tường hay vách ngăn bằng thạch cao là nơi mà chúng ta có thể bắn xuyên qua và gây sát thương lên kẻ thù. Lắng nghe tiếng chân, và khi đã đoán chính xác, bạn cứ việc xấy qua bức tường này và điểm hạ gục sẽ đến mà thôi. Những cái tin đồn về việc là có những liên hệ mật thiết giữa màu tím với những quả Tomahawk được bắn thẳng vào hòn đảo này có vẻ như càng thêm xác thực, khi mà trong tương lai chúng ta sẽ có thể xuất hiện thêm những quả bom khói gọi hỗ trợ với tên lửa, và dĩ nhiên chúng có màu tím. Ngoài ra thì sự khan hiếm của ống ngắm sẽ không giúp cho bạn được an toàn khi di chuyển giữa một địa hình chống trải tại Karakin, nhất là vào giai đoạn cuối game, bởi số lượng và chất lượng của những kẻ tham gia vào công cuộc cướp vàng này đều không phải dạng vừa, bởi chúng đều là những kẻ chuyên nghiệp. Lời khuyên là hãy chọn cho mình một khu vực nhỏ, sau đó kiếm những quả bom dính và tiến tới những hầm chứa vàng ngay và luôn, vì trong đó luôn có rất nhiều vũ khí giúp tăng cường hỏa lực cho chính bạn. Nếu như may mắn tìm thấy những người anh em cùng chung chí hướng, hãy luôn đi sát nhau, vì mỗi khi mở góc trong giao tranh, rất có thể là bạn sẽ bị móc tơi bời từ những đội nhóm khác. Tốc độ sẽ được đẩy lên rất cao cho tới giây phút cuối cùng, vì Black Zone sẽ vẫn theo bạn cho tới giây phút đó. Khẩu RPG Panzerphone cũng sẽ sớm lên sóng, gia nhập cuộc chơi đầy mạo hiểm cùng với những tay săn vàng thiện xạ. Liệu rằng anh em đã sẵn sàng cho phi vụ này hay chưa? Hẹn gặp lại anh em trong những cuộc chiến trên hòn đảo này. Và nhớ là hãy mang theo túi 3K để khi mà giành chiến thắng còn có nơi mà mang vàng về. See ya!